show với bạn nha, HB Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến thế giới trái cây nha. Ý mình là Lock Food đó, kết quả trong cái ngày đặc biệt này mình lại tiếp tục cắt một loại trái cây mà các bạn fan cứ yêu cầu mình cắt nhiều, đó chính là trái hình như là mình sắp thức tỉnh được tất cả trái cây trong thế giới này luôn rồi các bạn ơi. Các bạn muốn mình cắn trái cát đúng không? Hay phải chịu theo các bạn thôi chứ sao giờ. Thế thì phải giúp cho mình một like nha. Và đừng cho mình thấy cái thứ chết tiệt này nữa các bạn ơi. Tại sao tỷ lệ người chưa bấm đăng ký kênh của mình nó lại cao quá vậy? Mình bị mất ngủ đó các bạn. Vì vậy nếu bạn là người mới hay là fan cũ đi nữa thì cũng phải giúp cho mình một đăng ký kênh nha. Bấm vào cái chuông kế bên nữa. Đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì không thể ngờ là chúng ta lại đến được tới ngày 30 trong thế giới trái cây rồi các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay á, đúng vậy, mình lại tiếp tục cắt một loại trái cây mới nha, mà các bạn fan cưng yêu cầu mình rất nhiều luôn, đó chính là trái cát của thằng gốc Kudai. Thằng đó còn cái biệt danh là cá sấu đúng không ấy đó. Đâu rồi, hình như là mình đã có trái đó trong người rồi, mình không cần phải đi xin nữa. Rồi đây chính là trái cát của thằng đó nè các bạn ơi. Ủa sao không thấy được gì chứ vậy? Hiện ra cục lá gì kỳ cục vậy? Trái cát anh đâu rồi? Lỗi quá. Cát anh đi vô anh. Cát hãy đàn hình nữa bạn ơi, ghê quá. Thôi chắc mình phải cắn thôi để cho nó vô người mình luôn đi. Wow, đang ăn nè. Không, ủa mình có thật sự đang ăn không? Oh shit, nó xuất hiện rồi kìa. Wow, vô người mình luôn rồi các bạn ơi. Rồi, trái cát này nó có tới 120 mastery lần các bạn ơi. Nó ăn kìa, nó ăn kìa. Dâu ăn gì vậy? Ủa gì vậy ta? Ngày 30 này hơi sợ đó nha. Cái gì đó kỳ lạ hả? Bây giờ mình phải đi farm cái lũ quái để mà lấy full skill nha. Con ơi, đi thôi. Bây giờ mình sẽ đập bể đầu cái này để mà farm skill nha. Oh shit em ơi, đau quá em ơi. Liều. Rồi chơi đi em. Không, shit, bánh sát luôn rồi, ghê quá à. Đây, để xem coi, kiếm cát đúng không? Ta anh ra gì nè, lóc sấy cát hay gì nè em ơi. Đúng rồi anh thử đi anh. Oh shit, nó mạnh quá chị, chưa chết được con này nữa, kỳ quá à. Kiếm cát nè, wow. Nó có những cái cục cát từ dưới mặt đất chui lên đó, đúng rồi, let's go. Bây giờ là mình đã lên được 7 mốt thông thạo rồi. Có chiêu mổ cát rồi nè, mổ cát à, nghe tên sao mà nghĩa địa vậy. Nó sẽ làm ra một cái mộ bằng cát hả, phải không? Dạ, đúng rồi anh. Đúng rồi anh, nói đó anh. Đúng rồi. Oh shit, gì vậy? Ôi, ui, chứ này ngầu quá vậy. Wow, anh thích điều này á nha. Giống như trái bóng vậy đó, xong rồi nhốt vô đập xuống chết đúng không? Anh có kêu bảo cát luôn kìa. Bánh xác, ôi ui, chứ này ngầu quá. Lóc cát đúng không? Anh nghe cái tên là anh biết là anh tạo ra nguyên cái lóc sấy đúng không? Đúng rồi anh. Rồi thử nha, lóc cát nha. Rồi, vô. Ui ui, nhưng mà chiêu lóc cát này nó bình thường quá ta, nó không ngầu bằng chiêu mổ cát chứ, anh thích chiêu này quá rồi. Bây giờ chúng ta lên được nhiêu à? 96. Mình có cát bay nè, cát luôn. Đâu xem coi. Cát bay là sao mình mắc hết hai cái chân ta, kỳ quá à. Cát mà anh tạo hai chân anh thành cát từ từ mới bay anh. À nó cắt hai cái chân mình ra làm thành một cái lóc sấy cát rồi nó giúp cho mình bay đúng không? Không. Dạ đúng rồi anh. Với một cái chiêu di chuyển thì cái này mình không kỳ vọng gì nhiều đâu các bạn ơi. Mình cần phải farm skill có chiêu siêu bơm cát nè. Let's go, farm thôi. Rồi. Ok, cát hai con luôn. Rồi, thôi chiêu mổ cát ngầu nè. Vô. Ui, 16 rồi, tiếp, lóc cát nè. Ui, sao không chết vậy, kìa vậy. Ok, không trúng kìa, oh shit. Ừ, gì. Cho vô mạo đi. Đó, thêm 10 mastery nữa thôi, kiếm cát nè. Wow, đi kiếm cát này cái đậm nhỏ quá ta. Thì mình phải chơi cho chuẩn nó mới chết được hả. Đúng rồi anh, 2 mastery nữa thôi. Mổ cát, rồi kiếm cát này nữa. Ủa, đang chơi chiêu mổ cát thì không dùng chiêu cát được hả? Đúng rồi, tại vì nó cooldown anh. Bây giờ chúng ta sẽ dùng chiêu siêu bông cát nha. Ok anh ơi. Chiêu siêu là thấy hấp dẫn rồi đó. Vô, siêu bông cát. Ui, nó vừa ra cát mà nó ra cái gì, đi điện như thế nào. Ghê quá à, đâu xem coi. Ui, đây giống như một cú đấm cát quy lực như đó đúng không? Đồng chí mãn quá à, ngầu quá vậy. Này là mới revamp lại anh, chứ lúc mà không revamp nó xấu mà. Thì tức là phiên bản này là cái chiếc xe cát đã được làm lại rồi hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi đâu cho anh test lại chiêu cuối rồi. Cái này anh ném xa anh. Ném xa, anh đứng đây bắn thằng kia tới không ta. Siêu bấm cát nè, let's go. Let's go. Wow, anh tưởng nó là một cái gì đó khủng khiếp, nó to lắm, nó bắn ra một cái cục gì chút xíu vậy ta. Cục cát cao uy lực của anh. Một quả bom mini kiểu vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Full skill của trái cát rồi đó, bây giờ mình cần phải đi gai để mà thức tỉnh hết mấy cái chiêu này để xem coi cái sự khác biệt nó như thế nào nha. Ok anh ơi. Let's go. Let's go anh ơi. Gai cát ở đảo như thế này hả? Nhìn xịn vậy. Đúng rồi anh. Gai cát có khó mà. Nhưng mà nhìn khó cho mấy người bé nha. Thôi cho mình xếp thì bay chậm quá vậy. Đúng rồi anh, bay chậm lắm. Chậm lắm anh, cát mà. Vậy là trong mấy trái mà bay được là thằng này là thằng yếu nhất rồi. Bay chậm nhất á. Trời ơi, kiếm cát này khó dùng thiệt á. Khó trúng lắm anh. Sao, tới khi thức tỉnh thì chiêu này sẽ khác thôi. Oh, let's go. Đúng rồi. Oh, shit, nổ phát chết ba thằng luôn. Wow. Wow. Ok anh. Ôi, hình như nó vừa chơi mổ cát với anh hay sao ấy. Đúng rồi anh, cát rồi. Đúng rồi. Cứ rai là mặt. Ui kìa, dâu. Ui, cái chiêu mổ cát của nó sao xấu quá vậy. Đâu, cái đó chưa làm lại anh. À, cái đó là mổ cát chưa làm lại đúng không? Đúng vậy. À mà anh ơi, em nói trước là trái cát của anh nó xuống nước là nó mất máu ít hai nha. Đúng rồi anh, dừng hai máu anh. Trái cát mà xuống nước là mất áo ít hai. Đúng rồi anh, máu ít hai. Oh shit.
Thôi đau quá, không nghịch nước nữa đâu. Đừng nghịch nước à. Rồi vô đây. Bánh xác. Wow, bánh xác. Rồi let's go, thức tỉnh nha. Thức tỉnh đi anh ơi. CZ 500 đúng không? Ok, bây giờ là kiếm cát thành gì đây? Thiết xa gươm hả? Thiết xa là gì ta? Sao nghe lạ vậy đâu? Vô. Wow, bây giờ mắc cát trên tay rồi, bây giờ không còn gì hết trơn vậy. Xa lắm anh. Giờ anh thử chữa nha. Rồi ok. Vô. Shit, trời, tới chỗ con Lê Bát luôn hả? Ghê vậy. Đúng rồi anh, tới đây luôn rồi. Lại nha, có thể xa tới mức vậy luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Ôi chiêu này ngầu quá, holy. Nhưng mà cái tầm nó khá là khó trúng nha. Tầm nó có rộng hơn vậy ta rồi. Không anh, tầm nó chứ à. Tầm nó đúng là khá là khó để mà trúng á nha. Dính mấy cái đầu là đứng yên luôn. Ủa, dính cái chiêu Z là còn bị stun nữa hả? Dạ đúng rồi anh. Nè anh thử đi, em nè. À, chỉ cần mà dính cái vệt màu đen thôi là bị dính đứng yên ở đó luôn. Dạ đúng rồi anh. Ôi nhưng mà chiêu này hồi nhánh với bộ, xịn á. Xài cái em bị đứng lại á. Rồi ok, như vậy là chúng ta có chiêu hit sơ gum khá là ngầu rồi. Bây giờ còn 4 chiêu còn lại nữa. Let's go. Ok let's go anh ơi. Tỉnh 2000. Oh shit, chiêu bay hả? Vậy chiêu này chắc không gì đặc biệt đó đúng không? Đâu để coi rồi. Hồi nãy là cát bay, bây giờ thành bão cát bay rồi. Oh shit, bão là phải nhanh đúng không? Đâu để xem coi tốc độ nó khủng khiếp tới mức nào nha. Let's go. Anh ơi, tốc độ nó vẫn như bình thường không anh ơi? Oh wow. Độ nó chỉ tầm trung thôi. Nó tỉnh cho thành cát bay, thành bão cát bay hả? Quá ngầu, xịn á. Đúng vậy. Đúng quá rồi anh, xịn quá, xịn. Nãy chỉ bay thôi, giờ bảo rồi, không xịn như lại gì nữa đúng không? Đúng rồi. Cái gì mình phải thức tỉnh nốt mấy chi còn lại thôi em ơi. Chi này quá hay rồi, anh không biết nói gì luôn. Rồi ok anh ơi. Let's go, thức tỉnh thôi. Chiêu gì đây? X3000F. Let's go. Cái này anh ơi, phải dùng lên người nha anh. Cái này phải dùng lên người. Đúng rồi. Anh dùng lên leo bát này anh ơi. Ok leo bát, mộ cát hành gì đây? Bây giờ hành chiêu quan tài luôn hả? Oh shit, quan tài xịn hơn cái mộ hả? Ok nha. Vô quan tài cát, let's go. Anh cho em xuống địa ngục nè. Ok anh. Wow. Nổ rồi nữa. Ôi ôi, có vẻ màu mè hơn chiêu nãy nhiều nhờ. Anh mà thích chiêu kia hơn, chiêu kia có cái tiếng nghe xuống tai của em, chiêu này nghe tiếng nó không được mạnh cho lắm. Ở đây Lê Bát ơi. Ê, anh thử đứng đó, em đứng đây nè, anh thử chụp đi. Ok, let's go. Ui, ủa được không? Không được, không được. Không được. Phải nổ rồi mới dùng được đúng không? Đúng rồi anh. Mình đang đóng quan tài nữa mà mình dùng skill khác, cái này có vẻ hơi bị bá quá. Đúng rồi. Nhưng mà cái chiêu này khi thức tỉnh rồi á thì mình dùng mình có thể di chuyển được, còn cái nãy chưa thức tỉnh là mình dùng xong là mình đứng đơ đó luôn à. Đúng vậy. Và anh biết đâu. Wow, không trúng luôn. Quan tài xịn quá. Bây giờ mình phải đi thức tỉnh chiêu lốc cát thôi mà. Let's go. Ok, let's go thôi. Lốc cát đúng không? C 4000F. Vô. Đúng rồi anh. Bây giờ hành gì đây? Bão cát sa mạc luôn hả? Wow, shit. Em có quả sa mạc sợ rồi đó. Đâu để xem coi. Bự lắm hả? Nha. Có cần dùng vô người gì không? Không anh. Ôi shit trời, cái tay anh làm cái lốc xoáy mini nè em, ghê quá vậy. Ngồi, okay, thả anh. Rồi nhảy ra nè. Thả ra đi let's anh. Go. Nó vẫn là lốc xoáy đó nhưng mà nó to rất nhiều đúng không? Dùng chữ ít với lại chiêu sơi là ngon quá anh. Thử coi. Thôi từ anh được khoan rồi mà chiêu sơi anh. Ok là vậy, nhưng mà anh ít xong rồi anh cũng đâu có sơi được liền đâu. Rồi lại nè. Ít. Rồi, rồi. Chị ép cái nữa. Wow, nhưng mà ép thì nó phải đáp đắt thì mình mới dùng em ạ. Có vẻ thích rồi nha. Bây giờ chúng ta chỉ còn siêu bông cát thôi. Để xem coi thức tỉnh lên thành gì đây. Let's go. Thì cát nằm dưới cuối anh. Sao thôi vậy? Đúng rồi anh. Rồi, cát nè. Mua. Let's go. Vô thôi. Rồi, chơi. Bấm, bật sát. Rồi, tại. Wow. Ui, cát còn chưa nhanh chơi xuống quá em. Đúng rồi anh, rất nhanh. Let's go. Let's go anh ơi. Đậu 4 đúng không? Đậu 4 anh ơi. Đi bơm cát nè. Đậu không trúng luôn rồi. Rồi đi thôi. Rồi nổ. Bánh xác. Let's go. Go. Rồi. Wow. Cậu để hành gì đây? 5000F vừa đủ luôn. Wow. Si bơm cát đúng không? Bây giờ chúng ta hành đại sát kích hả? Đại sát kích là cái gì ta? Sa mạc cái anh. À ok, đại sát kích là sao? Sa mạc kích là gì ta? Kích là đá hả? Rồi sáng rồi nè, bây giờ chúng ta hãy test chiêu đại sát kích nha. Đâu xem coi nó như thế nào đây. Đúng chiêu hay là đánh chiêu người cũng được anh ơi. Oh shit gì nè em ơi. Wow. Nó làm ra cục cát rồi nó còn có tia sét các kiểu nè. Vô, đại sát kích. Vô đi anh. Rồi nó cũng giống như siêu bơm nhưng mà đây là phiên bản to hơn rất nhiều đúng không? Đúng rồi anh, và nó có hiệu ứng nữa, hồi nãy anh thấy không? Hiệu ứng che mắt á. À nó giống như là cát che mắt mình vậy đó, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chiêu này thức tỉnh xong hồi lâu kìa ta, đúng là chiêu cuối. Để làm lại coi. Thôi đại sát kích. Let's go. Ui ui, nó làm luôn cái môi trường đấy mờ mờ luôn em. Xịn quá anh. Bây giờ mình đã thức tỉnh được tất cả chiêu của cái trái cát rồi, của cái thằng gì tên quên tên nó rồi. Crocodile anh. Nó còn được gọi là cá sấu đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bây giờ mình sẽ qua cái đảo Cacao để mà farm cấp lên level 2375 nha. Ok anh ơi. Cũng như mình sẽ test dam coi là trái này như thế nào luôn. Oh shit, tới nơi luôn nè. Wow, quá nhanh. Quá nhanh. Rồi xem coi với phong bạo 133 của mình là mấy cái chiêu này sẽ dam như thế nào. Khi mà cái mastery cao rồi thì lúc đó dam nó sẽ rất là to các bạn ơi. Bây giờ mình test cho vui thôi. Vô, đi test nha. Ok anh ơi. Wow, 3000 và mastery 133 này cũng to rồi đó. Vô quan tài.
Vô 700 nè. 2.700 làm 3.600 rồi. Bảo cát. Wow, 2.700 gì yếu rồi nha, không được rồi đó. Yếu à. Rồi, siêu ơi không được mạnh cho lắm. Ok, bây giờ tới siêu tại xa kết coi. Siêu siêu bom. Oh shit, nổ 4.300 luôn mà bây giờ Master Green mới 133 thôi đó. Master Green mà lên 300 hơn là chắc chắn cũng phải gần 5.000, có khi hơn luôn á. Rồi, bây giờ mình phải cố farm lên cấp 2.375 thôi. Let's go. Nhiệm vụ trong đây anh ơi, anh đâu rồi? Ở trong hả chứ không phải ở bên này hả? Ê, anh ơi, anh thấy con báo không? Rồi, nhiệm vụ nè, tên trộm ngọt ngào. Wow, tên nghe ngọt ngào quá à, nghe dễ thương quá à. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đập với đầu mấy thằng ngọt ngào nào. Ok anh ơi. Gì vậy? Rồi. Shit. Oh shit. Wow, lên được đúng một cấp luôn. Wow. Quá nhanh. Hay anh. Quá tốc độ lên cấp khủng khiếp này, anh nghĩ mình phải mua một cái thai thôi em ạ. Đúng rồi anh. Đồ kiên nhẫn của mình nó chỉ tới đây thôi các bạn ơi. Cho nó 25 cái bút nữa rồi. Vô. Vô anh ơi. Rồi speedrun thôi. Dạ đúng rồi anh. Đổ nào. Ui, đổ này farm lâu quá mấy đứa ơi. Thôi mình quay lại chỗ cũ đi ha. Đúng rồi anh. Đi thôi. Đi lại chỗ anh ơi. Ô, 72 rồi, cái cuối em ơi. Rồi xong anh ơi. Đợi xả kích, let's go. Let's go. Oh shit em ơi, 2.375 luôn rồi nè. Wow. Wow, tính ra chúng ta mất hết 15 phút để mà lên được 15 cấp luôn á. Ý thay tuyệt vời quá à. Còn đúng 1 phút luôn á. Đâu rồi, mấy đứa tới hết chưa? Kệ rồi anh ơi. Chúng ta sẽ sử dụng 4 trái cát để mà đập bới đầu Einstein nha. Mấy đứa chọn một góc nha. Đợi xả kích nha. 2, 3, vô. Vô. Ui ôi, Einstein vậy sao nổi. Wow, anh Einstein rồi. Vô, góc anh ấy là quan tài nè. Rồi anh chuẩn bị có vơ lại nè, sắp có vơ này. 1 2 này. Đợi 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 đợi. Anh nó chưa gớt mà, anh nó chưa gớt mà. Ông ơi anh sẽ to rồi. Ủa, anh sẽ to rồi. À đây nè, anh đây rồi. Ôi trời ơi, rồi vô. Chết. Ui tính ra chứ cát tùng mấy chiêu hất tung không à ha. Đúng rồi anh. Rồi rồi được rồi được rồi. Rồi anh ơi, anh ấy đứng yên rồi anh ơi. Ok đứng yên rồi, tốt rồi. Rồi 2 3 ôi ôi anh con gì sao nổi, let's go. Nếu mà trái này mang BB thì chắc cũng thuộc dạng xịn mà đúng không? Đúng rồi anh, xịn lắm luôn ấy. Hey, và mình cũng đã thức tỉnh được tất cả chiêu của trái cát rồi các bạn ơi. Và hôm nay cũng là ngày thứ 30 rồi, mình thật sự đã sắp thức tỉnh được tất cả trái cây trong thế giới này rồi các bạn ơi. Mình còn đúng một trái duy nhất là chưa thức tỉnh thôi. Các bạn có biết trái đó là trái gì không? Comment xuống phía dưới để cho mình biết nha. Và nếu như bạn thích thế giới trái cây của mình, thế thì giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa nếu bạn là người mới. Đừng quên là mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye.